Xin chào bác nhá. Hôm nay Khánh Dâu sẽ hạ bát con cần T33 Brea Surf chữ đỏ. Như các bác có thể thấy đây. Đang cho trên máy quay để cho nó khô đều keo. Còn đây là cái bát nguyên gốc của nó này. Đây khá là cao, các bác đánh lục ở miền Bắc thì sẽ không thể đánh được với cái bát cao như này. Thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Chính vì vậy là Khánh Dâu sẽ hỗ trợ các bác, là bác nào có nhu cầu là hạ khoảng cách là bao nhiêu phân ấy, thì em sẽ hỗ trợ là khoảng cách từ cái phần chân đáy này đến cái phần đuôi cần này này, đuôi bát này này là bao nhiêu phân thì báo em, thì em sẽ hỗ trợ hạ cho các bác, thì công em miễn phí cho các bác nhá. Còn đâu là tiền chỉ viền keo thì các bác hỗ trợ em một chút, được chưa? Hạ các bác nhìn này, như là cần nguyên zin luôn ạ, được chưa? Đây là chỉ kim tuyến nhá, chỉ kim tuyến này phủ thêm một lớp keo trong nữa thì nó gần như là nó sẽ rất là đẹp và nó bảo vệ được cái chỉ này rất là tốt. Ngoài ra thì cái vết cũ của cái bát đây thì nó sẽ chỉ còn mờ mờ như này thôi. Đây là lốt cũ này, đây là cái chỉ cũ này, đây là những các bác có thể thấy này, đây là cái viền này, được chưa? Đây là cái viền này nó còn ít như này này, và ở trên thân cần nó hơi sất một chút do cái bát cũ của Daiwa thì thường họ sẽ khoét sâu vào thân cần một chút, thì em có phủ thêm một lớp keo nữa để đảm bảo cho cái cần nó luôn được bóng mượt đấy. Các bác rất là yên tâm về chơi về cần khi mà Khánh Dâu hạ bát thì các bác nhá. Được chưa? Đây, cần Brim Sub T33-425. Thì hiện tại cần này có giá là 2.400.000, miễn phí vận chuyển trong dịp chào hè 2019 này. Thì các bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là inbox ngay cho trực tiếp cho bếp cần câu cá Khánh Dâu để được tư vấn và được nhận chương trình ưu đãi trong dịp hè này các bác nhá. Tại vì là hiện tại là cái chương trình này là không phải là ở đâu cũng có chương trình này đâu ạ. Bởi vì là giá hiện tại các shop nó đang bán là khoảng 2.500.000 mà tính phí vận chuyển hoặc là bắt các bác chuyển khoản trước cơ. Nhưng mà ở đây em sẽ chỉ có 2.400.000 và miễn phí vận chuyển các bác nhá. Ngoài ra thì các bác không cần phải chuyển khoản trước cho em làm gì cả. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thấy chưa? Khi mà nhận hàng các bác sẽ nhận được một cái vỏ hộp cắt tông bao quanh cái hộp này. Xong rồi sau đó sẽ đến cái vỏ hộp nhựa này. Và sau đó sẽ đến cái cần này. Thấy chưa? Cần và xong bên trong cần thì sẽ có một cái túi đựng cần kèm theo một cái tờ giấy thông tin sản phẩm. Hoặc là thông tin sản phẩm ở ngay trên thân hộp cũng có rồi. Đấy, đây này, thông tin sản phẩm này. Brim Surf T33-425. Thấy chưa? Ngọn 2.7mm, nặng 485g. Cứng tương đương với BX của Shimano các bác nhá. Đấy, các bạn là quan tâm để lại số điện thoại ở dưới comment thì em sẽ tư vấn cho các bác những cái khoảng cách bát hoặc là thông tin địa chỉ cho các bác để làm sao để có một cái cần nó tốt nhất để có thể đánh lục được hợp lý nhất các bác nhá. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.